Dạ, bẩm quan thái bảo, trời là thượng hoàng, đất là dân. Trời điên đảo đất, đất điên đảo trời, là nó ám chỉ vua làm hại dân và kêu gọi dân chống lại vua. Dạ, quan thái úy ơi, đó là quan thái úy nói. Oan cho con quá, quan thái úy ơi, oan. Một đoạn động đến trời đất, đã đáng tội chém đầu. Đợi mày hát hết 10 đoạn, để chu di tam tộc à? Trời ơi! Chém! Bêu đầu giữa chợ để làm gương cho những kẻ dám mở mồm bàn ra tán vào về sự sáng suốt của hoàng thượng. Ôi quan thái bảo ơi, oan cho con quá, quan thái bảo ơi, oan cho con quá. Thiệt. Trời ơi, oan con quá, quan thái bảo, oan tôi quá, bà con ơi, oan tôi quá. Oan tôi quá, bà. Mày đâu? Đem tội nhân ra chợ hành hình. Oan tôi quá, bà con ơi, oan tôi quá, bà con ơi. Bẩm quan thái bảo và thái úy, có tin khẩn từ Nghệ An, thượng phẩm phục ngự Phạm Bình Di sau khi diệt tan phiến loạn đang trên đường trở về kinh thành. Thưa quan thái bảo đại nhân, Phạm Bình Di ỷ vào công phá giặc ở Nghệ An, e rằng sẽ sinh lòng kiêu ngạo, coi thường luật vua phép nước. Ta cũng nghĩ điều đó, nhưng chưa dám chắc chắn. Đợi khi biết chắc chắn, e là đã muộn. Theo ông, ta phải làm gì? Đến Thăng Long rồi phải không? Dừng kiệu lại. Cha ơi, cha không xuống được không? Kéo rèm lại. Đây là Thăng Long chứ không phải đất Hải Ấp nhà mày. Thủ đô, Tự Khánh, để mắt lên con Dung. Em cẩn thận, vào phố đường chật người đông, dễ xảy ra chuyện rắc rối với người kinh thành. Mà... buông ngay rèm xuống. Không, buông rèm thì khác gì bịt mắt. Đây, theo lời anh, hạ rèm xuống rồi nhá. Cha, lên Thăng Long cứ bắt con ngồi trong kiệu kín mít thì lên làm gì? Vào kiệu, không chặt đánh bây giờ. Con gái đi kiệu trên phố, vén rèm, nhìn láo liêng là con nhà không đứng đắn. Thôi mà cha, về nhà con sẽ chịu ba thôi. Nhưng bây giờ cha cho con ra ngoài kiệu đi, con đi bộ cùng mọi người cũng được mà. Cãi à? Bác, để Dung đi bộ với cháu. Đúng rồi. Đó không phải là việc của chú. Cha, để con xuống đi bộ với em. Muốn đi bộ, đi với anh. Không, em không đi bộ với anh đâu. Mày. Chủ quán, còn rượu không? Dạ, hết ạ. Tiểu Bảo, dạ. Mang rượu đây. Đây, rượu Tâm có ngay đây. Dạ, bình rượu của đại quan đây ạ. Nhảy không? Ừ. Ê, thưởng đi. Loại ngon nhất đi. Người tử tế, tiết cũng phải đàng hoàng. Sao lại cho uống rượu thế? Uống nữa đi. Kinh thiên ơi hỡi kinh thiên, trời điên đảo đất, đất điên đảo trời. Lão, mày hát cái gì hả? Oan cho tôi quá, oan cho tôi quá. Oan tôi quá, bà con ơi. Oan tôi quá, bà con ơi. Treo nó, bà con ơi, oan tôi quá. Trời điên đảo, đất đất điên.
lên đảo trời. Trời ơi, mày kêu này, mày kêu thiên ơi, kêu kinh thiên trời điên đảo. Có chuyện gì thế? Dạ, Đông Hoàng hậu có đám kiệu nhà khuê không chịu tránh đường à? Dạy cho chúng rõ phép tắc. Tốt lệnh. Xin quan lớn, quan lớn, xin quan lớn. Cháu buông ra. Dân quê các người có biết luật kinh thành không hả? Hoàng hậu thiên thiên tuế. Ngươi có biết cả đường hoàng hậu chịu tội gì không? Xin quan lớn tha tội phạm thượng. Thưa quan lớn, đây là lỗi tại tôi. Tôi chưa kịp bảo người nhà tránh đường. Xin quan lớn tha tội. Tha tội ta cũng cho ngươi biết Thăng Long là của ai. Xin quan lớn tha tội. Chúng ta mới ở Hải Ấp lên, không biết đây là kiệu của hoàng hậu ạ. Thưa quan thái bảo, đấy là gia đình Trần Lý. Bẩm hoàng hậu, người đang bị đánh là Trần Lý ở Hải Ấp, là anh vợ của đại thần nội cung Tô Trung Từ. Mày lão, xin quan lớn. Dung, thôi đi Dung. Buông ra. Thôi đi. Ngươi lại đây. Thảo dân xin hoàng hậu tha tội ạ. Ngươi là thế nào với nhà Trần Lý? Dạ, muôn tâu hoàng hậu, thảo dân là Trần Thị Dung, con gái của cha thảo dân ạ. Ngươi khá lắm. Phúc cho họ Trần nhà ngươi được quan thái bảo xin cho, nếu không cả ngươi cũng sẽ mất đầu. Đội ơn hoàng hậu tha tội chết. Đi. Lại đây. Ông là Trần Lý ở Hải Ấp. Đội ơn quan thái bảo đã nói đỡ cho tôi và gia quyến. Ông đã gặp được Tô Trung Từ chưa? Gia đình chúng tôi lên Thăng Long để dự lễ hội khánh thành gác bọc thiên, chưa đến được nhà cậu Từ. Xin hỏi quan thái bảo, lễ hội vẫn được khai trương đúng ngày chưa? Ngày khai trương là do hoàng thượng chọn, làm sao có thể thay đổi được. Dạ. Người này là ai? Dạ thưa, đó là Trần Thủ Độ, cháu gọi tôi bằng bác. Trần Thủ Độ à? Nghe nói con cháu Trần Lý nghĩa khí anh hùng, vậy mà khi bị đánh không biết đường mà chống đỡ, lại phải nhờ đứa con gái Liễu Yếu Đào Tơ lăn xả cứu nguy. Thì ra lời đồn họ Trần ở Hải Ấp chỉ là hão huyền. Tên thuyền trại kia, quan thái bảo nói với ngươi mà ngươi không biết điều thưa lời lại hả? Đội ơn quan lớn. Thủ Đô phải dạy mới biết lễ, đúng là kẻ ít học. Sao lên Thăng Long anh hẹn thế? Con ở quê có bao giờ nó tỏ ra anh hùng trước mặt bọn thần thế đâu. Khánh, Khánh, không được nói lung tung. Cháu vừa cứu cả nhà khỏi họa lớn đấy.
Dạ thưa, ngự y đã làm xong món yến hầm hạt sen nhân sâm hoàng thượng dùng để sinh huyết bổ dưỡng ạ. Ta chỉ mong sao các vọng thiên sớm hoàn thành, để hoàng hậu mời các thầy giỏi bốn phương về lập đàn khấn trời đất, cầu cho Đại Việt mưa thuận gió hòa, cho hết sấm chớp để ta hết sợ. Chèn cho chắc vào, thật là chặt vào, nội bất xuất ngoại bất nhập. Vâng ạ. Lối thoát ngầm sửa xong chưa? Dạ bẩm bà, gần xong rồi ạ. Nhanh lên. Dạ. Có lẽ nào lại là lính triều đình. Mọi người nghỉ cả đi. Vâng ạ. Cất ngay đi, ông dặn thế nào? Cất. Ông, bà. Anh, chị. Thím Từ. Thím. Anh Từ nhà em đã cho người về tận hải ấp báo. Anh chị và các cháu đừng đi. Thì... Sao mọi người vẫn lên đây? Có chuyện à? Vâng. Toàn là tai họa anh chị ạ. Sao trông mợ gầy thế? Triều đình lại có chuyện nên em lo cho nhà em lắm. Đi, đi vào nhà đã. Dạ. Ơ, mặt anh sao như bị thương vậy? Bị xây sát xoàng thôi mà. Đây này, quà của chú đây. Em xin. Này, cổng sau ra phố còn chứ? Dạ, từ khi ông bị bắt, ông cho bịt lại luôn rồi ạ. Vậy là muốn đi ra phố phải đi cửa trước, và ngồi trong nhà sẽ nhìn thấy đúng không? Dạ. Cậu Từ là người cẩn thận, lại làm đến chức đại thần nội cung, không lẽ không chuẩn bị đường thoái? Dạ. Dạ. Đây là cửa ngầm. Từ nay chỉ dùng cửa ngầm khi có biến. Nhà mình sẽ thoát theo đường này. Tối nay
Tôi sẽ đưa cô Dung theo lối này đi chơi Thăng Long. Thì em sẽ mở cửa sẵn cho cô và cậu. Thôi, em xin cáo lui. Em thấy thế nào? Em thấy rằng tên Tố Vĩ này đã giúp anh làm nhiều trò bậy bạ lúc anh ở Thăng Long, đúng không? Em mà nghi ngờ anh, nếu không tin thì tối nay anh sẽ đi chơi một mình. Vừa đùa một tí đã giận, không xứng mặt anh hùng. Anh muốn sớm được làm chồng em hơn là làm anh hùng. Đau không anh? Dung. Dạ bẩm đại quan, chúng con đến rồi ạ. Vào. Quan lớn. Vào. Tránh 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 tránh. Đi. Xin chào quan lớn. Chào quan lớn. Bẩm, đây là chút lễ mọn chủ tướng Phạm Du của con sai con dâng lên quan thái bảo. Bẩm quan thái bảo và quan thái úy, chủ tướng Phạm Du sai con về cấp báo rõ sự thật là cha con Phạm Bình Di đã giết chóc rất dã man ở Nghệ An, dân chúng kêu rên khôn xiết. Cha con Phạm Bình Di đang rất ngạo mạn kéo binh về kinh thành. Khi đó cả quan thái bảo và quan thái úy sẽ nằm dưới tầm mắt của Bình Di, và hậu quả sẽ khôn lường nếu triều đình không nghe theo những đòi hỏi của quan thượng phẩm phụ ngự. Theo thái úy, việc này ta cần phải làm gì? Dạ, thưa quan thái bảo, gã hát sẩm hèn mọn chỉ dùng cái lưỡi và cây nhị mà phạm thượng liền xử tội chết, thì tội cha con Phạm Bình Di đang kéo đoàn quân về làm khó cho triều đình thì không thể không xử. Ta hiểu. Việc này cần phải cấp báo cho hoàng thượng và đàm hoàng hậu biết để đề phòng. Dạ. Lễ hội do đàm hoàng hậu, đàm dĩ mông bày ra để mừng sự hòa hợp trong triều đình. Mời ông rơi nước. Cầu cho mưa thuận gió hòa. Đồng thời truy phong thánh mẫu cho Lê Quý Phi. Thực ra chỉ là cách du ngủ hoàng thượng, triều đình và dân chúng, để họ tập trung đối phó với Phạm Bình Di đã thắng trận ngoài ý muốn của họ. Trước khi đi Châu Đằng, Phạm Bình Di và đoàn thượng đã làm chính biến rồi mà. Lần ấy Phạm Bình Di chủ quan nên bị thất bại. Lần này chắc chắn là sẽ có loạn lớn. Ở nhà không ai biết chuyện cả. Tình thế xấu như thế này, các con không ai được đi đâu, chờ cậu về xem cơ sự như thế nào rồi sẽ tính. Dạ, dạ. Nhưng sao cháu thấy ở ngoài phố họ vẫn treo đèn kết hoa chuẩn bị lễ hội à? Sắp sửa có loạn mà vẫn tổ chức lễ hội, thế mới là không bình thường. Trong khung cảnh chuẩn bị lễ hội mà đường phố đầy lính tráng, lại công khai diễn ra cảnh xử chém, đúng là dấu hiệu bất thường. Mợ chỉ còn biết ngày đêm cầu mong cho tai họa đừng đổ xuống đầu cậu mợ thêm lần nào nữa. Kính chào quan lớn. Bẩm hoàng hậu,
Cứ theo bản tấu này thì tội trạng của cha con Phạm Bình Di rõ như ban ngày. Đây là cung riêng của con, cha không cần phải thưa gửi câu nệ. Dẫu thần và quan thái bảo con là cha chú của hoàng hậu, nhưng cũng không thể hàm hồ vô lễ, kẻo có kẻ lại tìm cớ đặt chuyện không hay về dòng họ Đàm nhà ta. Kẻ nào nói láo, đem ra cắt lưỡi cho ta. Ta vừa từ hội Lim về, thấy hội năm nay vắng vẻ hơn mọi năm, bởi vì dân tình thì đói khổ, và khắp nơi nghe thấy tiếng trẻ con hát đồng dao về sự sụp đổ của triều đình, khiến ta không khỏi lo lắng. Bẩm hoàng hậu, các câu đồng dao ác khẩu đều do những kẻ chống lại triều đình dạy bọn trẻ con, chỉ nguy hại khi lan truyền vào Thăng Long. Vì vậy, vừa rồi hễ có kẻ nào hát là hạ thần cho chém đầu ngay ạ. Hoàng hậu chớ nên lo lắng về chuyện này. Bẩm hoàng hậu, sau thánh chỉ kêu gọi hòa hợp của hoàng thượng và sự trừng phạt gia đình Đỗ Kính Chu, tình thế trong triều yên ắng hẳn. Tuy nhiên... Cho các ngươi lui. Cha cứ nói. Cha con Phạm Bình Di đang kéo quân về Thăng Long. Chúng thần xin hoàng hậu xuống tay ngay, không thể để cái rằm biến thành ngọn giáo. Việc này không dễ đâu, bởi vì Phạm Bình Di lại là người được hoàng thượng sủng ái tin tưởng. Cho vào. Hoàng hậu Thiên Tuế. Hoàng hậu Thiên Thiên Tuế. Ta miễn lễ. Bẩm hoàng hậu, người nhà Phạm Du mang quà từ Nghệ An ra dâng hoàng hậu. Cho các ngươi lui. Tạ ơn hoàng hậu. Bẩm hoàng hậu, chúng ta chỉ còn tập trung thôn tính nốt Phạm Bình Di là triều đình sẽ trở lại thời kỳ hoàng kim như trước đây. Liệu ta có nên điều tướng giỏi của triều đình viện cớ Phạm Bình Di mưu phản, đem quân đi đánh rồi bắt hắn về Thăng Long không? Dạ, bẩm hoàng hậu anh minh, nhưng chuyện đó chưa nên ạ. Việc Phạm Bình Di thắng giặc Phạm Du, cả thiên hạ đều biết. Bây giờ đem quân triều đình bắt đem về, sợ quá lộ. Sợ bị lộ? Ngươi sợ bị lộ, hay là ngươi sợ quân lính triều đình trong tay ngươi không đánh nổi hắn? Dạ. Phạm Bình Di là người của tiên đế, có lòng trung thành tuyệt đối với nhà Lý, nên cách loại trừ tốt nhất là lợi dụng chính lòng trung quân của ông ta. Bẩm, việc này chỉ có hoàng hậu mới có thể tác động được tới hoàng thượng. Lại là ta ư? Không cho đâu. Con quá. Ê, dùng giáo cho em chứ. Tự anh làm được rồi. Tại em mà anh đau. Em giúp anh nhé. Dung đừng nói thế. Nếu không có anh thì người bị đau đã là em rồi.
Hoàng thượng. Kìa, hoàng thượng. Dạ, dạ bẩm hoàng thượng. Cái gì? Hoàng hậu sắc thăm ạ. Tấu nhạc, nhạc lên. Hoàng hậu thiên tuế. Hoàng hậu thiên tuế. Ta cho các người lùi. Hoàng thượng vạn vạn tuế. Miễn lễ. Mai Hoa, nàng hãy ở lại bên ta. Hoàng thượng nói, ngươi không nghe ư? Dạ, xin hoàng hậu tha tội ạ. Ta đang nghe khúc nhạc mà nàng chọn cho lễ hội. Nàng quả là rất tài về thưởng thức thơ nhạc. Khúc nhạc này còn hay hơn khúc nhạc lễ của Lân Bang rất nhiều. Thần thiếp đội ơn lời khen của hoàng thượng. Hôm nay quan thái bảo đã đến báo một tin hệ trọng cho thiếp về thượng phẩm phụ ngự Phạm Bình Di. Thần thiếp bảo đây là việc lớn, phải đưa sang cho hoàng thượng mới có đủ quyền để giải quyết việc này. Chuyện gì về Phạm Bình Di? Ngươi nói đi. Thưa hoàng thượng, tin dữ từ Châu Khoái gửi về, Phạm Bình Di giấy binh làm phản, dám chống lại hoàng thượng và triều đình. Trước khi đưa quân đi, Phạm Bình Di đã hứa với ta là sẽ lập công chuộc tội cơ mà. Bẩm hoàng thượng, hạ thần cũng tin như vậy. Để thoát chết vụ cầm đầu âm mưu chính biến, Di đã thực hiện kế trá hàng. Nhưng lần này hắn hung hăng hơn lần trước, đòi lập hoàng tử Thầm lên làm thái tử. Như những câu đồng dao đã đến tai hoàng thượng. Bây giờ theo quan thái bảo, thì triều đình nên cử ai đi dẹp giặc Phạm Bình Di, Nguyễn Chính Lại được không? Hay là đích thân quan thái bảo? Bẩm hoàng thượng, Thăng Long hiện đang ở trong không khí chuẩn bị tổ chức lễ hội tối kỵ điều quân đi xa. Theo thần, cách tốt nhất vẫn là hoàng thượng ra thánh chỉ đòi riêng Phạm Bình Di vào triều yết kiến. Chắc chắn hắn sẽ tuân lệnh thánh chỉ. Có điều... Người cứ nói. Khi Phạm Bình Di vào triều, hoàng thượng cương quyết dùng luật vua phép nước để trừng phạt thì mới hết hậu họa. Phạm Bình Di là tướng tài, lại là đại thần tâm phúc của tiên đế. Nếu bây giờ hắn chịu về là đã biết phục thiện. Có cần phải xử phạt nặng không? Thưa hoàng thượng, Phạm Bình Di lúc này như con hổ dữ ở trên rừng, đã dụ được đến gần bẫy. Bây giờ mà thả lỏng ra, nó vồ mình lúc nào không biết đấy ạ. Thôi được, ta sẽ theo ý của hậu và quan thái bảo. Hoàng thượng anh minh. Hoàng thượng, đêm nay thiếp muốn nghe nhạc cùng hoàng thượng. Tấu nhạc. Mời ông xơi nước ạ. Ông đã vất vả cả ngày rồi, sao không đi nghỉ đi? Bà cứ vào trước đi, tôi không ngồi chơi đâu. Con biết rồi, cha đang lo chuyện của cậu Tư. Không phải chuyện đàn bà con gái. Đi vào gọi hay anh Thừa, Khánh ra đây. Chuyện cậu Từ ở trong triều đình là chuyện quốc gia đại sự, chứ không như chuyện của con với thằng Độ.
đầu mày cuối mắt bấy lâu nay đâu. Mẹ, thế chả lẽ chuyện tình cảm của con gái không quan trọng à? Được rồi, đã thế á, con sẽ cưới phát một anh chàng thuyền trài nát rượu để hàng ngày á hầu rượu cha và hai anh bàn chuyện đại sự. Cha cấm đấy. Nếu con không nghe lời cha á, thì bất cứ đám nào đến vấn danh sớm, cha gả phát luôn. Đúng rồi. Không đợi con thích đứa nào đâu. Mẹ. Cha mẹ cũng muốn tìm cho con một người chồng tốt để nó trị cái tính bướng bỉnh của con đi. Người tốt thì không trị được con mẹ đâu. Thôi, đi vào đi. Nếu không ấy, cha cấm hai đứa gặp nhau đấy. Đi. Dạ. Thưa cha. Con là trưởng, cũng như người giữ nhà. Tự Khánh thì văn võ toàn tài, thủ độ còn trẻ, nhưng khôn ngoan và bản lĩnh. Cha nó giao cho nhà ta nuôi dưỡng từ nhỏ, cũng có ý là mong nó sớm nên người. Nếu ba con biết kết hợp với nhau, cha tin là họ Trần ta sẽ có ngày rạng rỡ. Nhưng cha chỉ lo... Dạ. Cha chỉ lo tính đố kỵ sẽ làm hại em con. Tự Khánh chỉ không thích việc dạo này thủ độ và em Dung hay quan tâm đến nhau. Rồi con sẽ khuyên bảo nó. Tình thế trong triều đang nguy cấp. Bọn gian định vu cáo Phạm Bình Di sẽ giấy binh lập phản. Nếu Phạm Bình Di bị tống ngục, nhất định sẽ có loạn. Quan thượng phẩm Phạm Bình Di cũng nổi tiếng là gian định mà. Lúc này đục nước béo cò, ai cũng muốn thao túng triều đình. Nhưng thế lực của Di Đảng mạnh, có nhiều phe phái ủng hộ, đụng vào ông ấy là điều tối kỵ. Chưa kể trong cung, họ Đàm chuyên quyền luôn chèn ép họ Đỗ của Hoàng Thái Hậu. Nếu họ Đỗ hết đường lùi, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu có bạo loạn, họ Trần nhà ta sẽ thân cô thế cô giữ chốn kinh thành này. Họ Trần ta lên Thăng Long khác gì cá lên cạn. Nếu thế sự rối loạn, chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến. Có gì nguy cấp thì thuyền của chúng ta dưới bến sông vẫn luôn túc trực. Không lẽ họ Trần ta chịu lâm vào thế bị động? Dù sao thì anh chị và các cháu đã lên đây rồi, tốt nhất là đừng đi ra ngoài. Đợi sáng mai thiết chiều xem thế sự ra sao rồi tính sau. Biết thế này, lẽ ra không nên kéo cả nhà lên Thăng Long. Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì... Đấy, thế là không được đi chơi Thăng Long rồi đấy. Thôi, về phòng đi. Quá thế nhỉ? Hôm nay đúng lắm. Không biết có chuyện gì mà giờ này hoàng thượng vẫn chưa thiết triều nhỉ? Này này này, đang có tin nhà Tống xua quân quấy nhiễu phương Bắc, khiến hoàng thượng phải bàn thảo riêng với quan Thái Bảo và quan Thái Úy. Tôi nghĩ hoàng thượng đang bàn chuyện với hai người ở trong ấy về việc đối phó với Phạm Bình Di từ Nghệ An trở về thì đúng hơn. Lại có tin mới. Hoàng thượng giáng chỉ. Hoàng thượng bận việc đại sự cấp kỳ, hai canh giờ nữa mới thiết triều. Các quan đại thần tạm nghỉ tại chỗ, chịu khó chờ. Chúng ta lại chờ. Ừ thì chờ. Bẩm hoàng thượng, đã đến lúc thiết triều, các đại thần đã có mặt đông đủ. Ta đã bảo chờ cơ mà.